Cộng đồng mạng dậy sóng việc Thương Tín lang thang ngoài đường nửa đêm. Đoạn clip đăng tải khiến cho một số bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm sự tình. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang ngoài đường lúc nửa đêm do một người đi đường ghi lại. Trong đoạn clip, người quay clip đã đến hỏi thăm nghệ sĩ Thương Tín. Người này còn biếu thêm tiền cho nam diễn viên. Dù được ngỏ ý bắt xe đưa về nhà, tuy nhiên nghệ sĩ Thương Tín đã từ chối. Vì không sử dụng bất cứ loại phương tiện liên lạc nào, nên mọi thông tin đều thông qua nhạc sĩ Tô Hiếu, người đang cu mang nghệ sĩ Thương Tín hiện nay. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đoạn clip này xuất hiện mấy ngày trước. Hôm đó tôi và anh Thương Tín đi quay về, ghé nhà một người bạn để ăn uống. Tôi mệt quá nên xin phép về trước. Anh Thương Tín được một số người bạn đưa về sau. Sau đó anh Thương Tín được những người này gọi taxi đưa về nhà. Đoạn clip anh ấy đi lang thang giữa đường là đang ra chỗ đón taxi cách đó vài chục mét. Nam nhạc sĩ cho hay, đoạn clip đăng tải khiến bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả hoang mang, gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm sự tình. Hiện tại thì anh Thương Tín vẫn tốt. Lúc mới về ở cùng với tôi thì anh ấy lúc nhớ, lúc quên. Giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín khá yếu. Ông cho biết bản thân thường xuyên thấy mệt và choáng. Ông cũng không đi bộ được vì chân tay khá đau. Tuy nhiên hiện tại ông vẫn phải lao động để mưu sinh và chăm lo cho gia đình. Vợ và con gái đang ở quê. Ông vẫn thường xuyên đi hát với mức thù lao 5 triệu đồng và cả đóng MV kiêm đạo diễn. Ông cho hay, tính đến hiện tại tôi vẫn còn có thể làm việc để kiếm tiền sinh sống là may mắn lắm rồi. Sức khỏe tôi dù yếu nhưng hiện vẫn phải chăm chỉ để chăm lo cho con gái. Sau nhiều ngày đi hát đám cưới, vào cuối tháng 4 này, nghệ sĩ Thương Tín sẽ có một đêm diễn tại sân khấu Trống Đồng với chủ đề Thương Tín một đời nghệ sĩ. Đây là chương trình do bạn bè ông thực hiện để ông có thể biểu diễn những ca khúc yêu thích lẫn những ca khúc mới.